11 năm, cuộc sống của Hoa hậu Thế giới Người Việt Ngô Phương Lan giờ ra sao? Ngô Phương Lan đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2007, cô nhận được sự ủng hộ của công chúng bởi nhan sắc đầm thắm, thùy mị và lối sống sạch mà không phải người đẹp nào cũng giữ được giữa showbiz đầy rẫy thị phi và cám dỗ. Không giống những người đẹp khác, đi thi để kiếm tiếng hoặc mở đường vào showbiz, Ngô Phương Lan chỉ muốn chứng minh năng lực bản thân và vượt qua những giới hạn mà trước đây cô tưởng chừng chưa thể. Ngô Phương Lan sinh ra trong một gia đình có truyền thống về ngành ngoại giao. Từ nhỏ, cô đã theo cha mẹ sang Mỹ sinh sống. Người đẹp từng được Tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập cao ở trường tiểu học New York. Cô tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế tại Thụy Sĩ với bảng luận văn xuất sắc và được đánh giá rất cao về đề tài văn hóa lịch sử. Người đẹp mong ước trở thành một nhà ngoại giao tài ba. Ngô Phương Lan là hoa hậu kính tiếng nhất trong các hoa hậu. Ngay sau khi đăng quang, cô không bước chân vào showbiz xô bồ, cũng không chạy xô sự kiện mà quyết định trở về Mỹ theo đuổi sự nghiệp học hành. Vào năm 2010, Ngô Phương Lan xuất hiện trước công chúng với tư cách là người dẫn chương trình trong gala tại Hội nghị ASEAN, AIPA, Hội nghị Liên nghị viện ASEAN ở Việt Nam. Cô làm MC nhiều chương trình văn hóa mang tính quốc tế như chung kết Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009, vòng thi trang phục dân tộc ở Hoa hậu Trái đất 2010, cũng như các hoạt động lớn ở một số tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Tháng 12 năm 2013, Ngô Phương Lan bất ngờ lên xe hoa cùng giáo viên người nước ngoài có tên Lost Will Take. Sau khi kết hôn, người đẹp có cuộc sống dịch chuyển theo công tác của chồng. Vợ chồng Hoa hậu tập trung vào nghiên cứu các vấn đề về lĩnh vực giáo dục trẻ em. Vào năm 2017, Ngô Phương Lan mới trở về Việt Nam ổn định cuộc sống. Vợ chồng Hoa hậu hiện đang sống trong căn biệt thự 180m² ở quận Tây Hồ, ngay sát Hồ Tây. Không chỉ có vị trí đắt đỏ, toàn bộ đồ đạc nội thất trong biệt thự cũng thuộc loại xa xỉ. Ước tính giá ngôi biệt thự cũng đủ thấy tiềm lực kinh tế của nàng hậu không hề kém cạnh ai. Cuộc sống vật chất viên mãn, nhưng cuộc đời của Ngô Phương Lan cũng có nốt trầm. Cách đây 4 năm cô từng bị sảy thai. Cô nghẹn lời, từ việc thay đổi để đón nhận một em bé cho đến khi không còn em bé nữa và cuộc sống của mình lại thay đổi một lần nữa. Đó là một điều rất sốc đối với bản thân Lan và gia đình. Hiện tại Ngô Phương Lan đã quên đi nỗi ám ảnh mất con, cô cùng chồng tận hưởng cuộc sống và điều chỉnh sức khỏe để đón tin vui trong tương lai. Với nàng hậu, sự nổi tiếng của vương miện chỉ là phù hoa nhất thời, theo đuổi và thực hiện ước mơ hoài bão mới là sự nghiệp suốt đời cô theo đuổi. Diva Hồng Nhung công khai ly hôn với chồng Tây sau 8 năm chung sống. Chị bóng Hồng Nhung thừa nhận hôn nhân của mình và ông xã ngoại quốc Kevin Gilmore đã tan vỡ. Tuy nhiên cô cũng cho biết mình và chồng cũ Kevin sẽ vẫn là những người bạn và cùng chăm sóc hai con Tôm và Tép. Sáng ngày 28 tháng 6 trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồng Nhung đã bất ngờ chia sẻ những tâm sự tới người hâm mộ. Trong bài viết chia sẻ, Diva Hồng Nhung cho biết cô và ông xã người Mỹ Kevin Gilmore đã quyết định chia tay sau 8 năm kết hôn. Nữ ca sĩ cho biết trước khi có quyết định, cả hai đã cùng ngồi và nhìn lại cuộc hôn nhân của mình trong suốt 6 tháng, vì thế đó không phải là điều vội vàng và mâu thuẫn gì. Cũng vì thế chị bóng khẳng định mình và chồng chia tay trong hòa thuận. Nữ ca sĩ đã viết, hôm nay Hồng Nhung xin được chia sẻ với bạn bè và người thân câu chuyện riêng tư. Trong 6 tháng vừa qua, gia đình chúng tôi đã trò chuyện và đi đến quyết định chia tay. Dù có buồn lòng nhưng trong hòa thuận, chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn và hơn tất cả là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, là chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi, Tôm và Tép. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ tin tức chân thực và chính thức để tránh những hiểu lầm hoặc đồn đoán vì là người của công chúng. Điều đó có thể gây ảnh hưởng tâm lý về mặt xã hội cho hai con còn nhỏ. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như luôn ủng hộ của bạn bè và những người khán giả của Hồng Nhung cho gia đình bé nhỏ này. Sự thật là, ngay cả sau sự chia tay đáng tiếc này thì chúng tôi sẽ mãi mãi là cha mẹ, con cái, những con người ruột thịt cho đến hết cuộc đời. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như thế kể từ khi được làm mẹ. Tôi sẽ tiếp tục sống với niềm hạnh phúc này và hơn thế nữa, dành càng nhiều thời gian chăm sóc các con, hướng cho các con đến với điều thiện, nhận biết và trân trọng cái đẹp quanh mình với tâm hồn trong sáng và hồn nhiên. Ngay sau chia sẻ, Hồng Nhung nhận khá nhiều lời động viên từ bạn bè và người thân và hy vọng bão giông sẽ qua, bình minh sẽ đến. Nữ ca sĩ Thanh Thảo nhắn gửi người chị, cho em ôm chị một cái ôm thật chặt chị nhé. Còn ca sĩ Mỹ Linh, người em thân thiết cũng gửi tới Hồng Nhung, chúc chị bóng vững vàng, mạnh khỏe chiến đấu tiếp chị ơi. Đường còn dài phía trước mà có Tôm, có Tép không có gì đáng sợ. Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng viết, mong chị của em luôn bản lĩnh, vững vàng để bước qua đoạn trường khó khăn này.
Hồng Nhung từng chia sẻ, trong suốt 8 năm sống chung, cô và ông xã gần như chưa bao giờ cãi vã to tiếng. Cặp đôi cũng thường xuyên xuất hiện công khai trước công chúng cùng hai con và trở thành một trong những gia đình trong mơ, được nhiều khán giả và đồng nghiệp trong giới yêu mến và ngưỡng mộ. Tiết lộ lý do danh ca Hương Lan coi Hoài Linh như em ruột ít ai biết đến. Chia sẻ về Hoài Linh, chị hai Hương Lan không giấu được niềm tự hào khi người em mà chị coi như em trai ruột có những thành tựu trong nghệ thuật khi về nước và còn đóng góp rất nhiều công đức để xây dựng nhà thờ tổ nghề. Trong giới nghệ, có rất nhiều mối quan hệ thâm tình lâu năm giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ. Những cặp đôi nghệ sĩ kết thân với nhau từ thuở hàng vi đến khi nổi tiếng vẫn một lòng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Phương Thanh, Minh Thuận và rất nhiều người hâm mộ biết đến mối quan hệ thân thiết như gia đình giữa nghệ sĩ Hương Lan, người phụ nữ được danh hài Hoài Linh gọi thân thương chị hai. Nhân sự kiện nghệ sĩ Hương Lan tổ chức live show Một Đời Sân Khấu, một đêm duy nhất ngày 2 tháng 6 tại Sài Gòn, giọng ca điệu buồn phương Nam có nhiều tâm sự về người em trai như ruột thịt của mình với công chúng. Thưa nghệ sĩ Hương Lan, thâm tình ở showbiz Việt xưa nay vẫn được coi là của hiếm. Rất nhiều người hâm mộ tò mò về mối quan hệ thân thiết giữa chị và nghệ sĩ Hoài Linh. Xin hỏi anh chị đã quen nhau từ khi nào và điều gì khiến cả hai nghệ sĩ cá tính, tài năng lại có thể giữ gìn tình cảm cho đến nay? Nhiều người hỏi về mối quan hệ của tôi với Hoài Linh, thân nhau từ bao giờ, vì sao lại thân nhau? Tôi cũng xin trả lời rằng tình cảm rất sâu sắc, không phải là tình cảm đồng nghiệp bình thường đối với nhau. Tôi luôn coi Hoài Linh như em ruột của mình. Tôi với Linh quen nhau từ thời Hoài Linh đi diễn với Vân Sơn, Duy Khánh. Lúc đó Linh mới diễn ở nước ngoài, sau đó thì thân nhau hơn vì thường đi diễn chung và gặp nhau hàng ngày vì nhà gần nhau bên Mỹ. Hai chị em rất hợp ý nhau nên có chuyện gì vui buồn cũng chia sẻ, tâm sự với nhau rất chân thành. Linh là một người em rất chân thành, có chuyện gì Linh cũng hỏi, kể cả lúc trắc trở cũng có nhau. Thông thường ai sẽ là người chia sẻ, ai sẽ là người đưa ra lời khuyên trong mối quan hệ của anh chị? Tôi thường là người đưa ra những lời khuyên cho Linh vì tính tôi hay tỉ mỉ và khó tính. Ngay cả việc Linh bày tỏ muốn về nước để biểu diễn trong khi thời điểm đó, Linh và Vân Sơn rất nổi tiếng đắt show ở nước ngoài. Linh có hỏi tôi việc có nên về hay không, Hoài Linh phân vân lắm. Rồi chị khuyên em mình ra sao để Hoài Linh có động lực để về nước phục vụ khán giả? Tôi khuyên em phải về Việt Nam, em đã có tiếng rồi nên em phải về để phục vụ bà con mình, quê mình mới là môi trường của em. Em còn trẻ, em cứ về thử vài năm đi, ở Việt Nam mới là tương lai của em. Lúc đó tôi đã về Việt Nam biểu diễn rồi, Linh nghe lời khuyên của tôi nên cũng về nước. Sự trở về của Hoài Linh cùng những nỗ lực cống hiến không biết mệt mỏi của anh đã được ghi nhận bằng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Chị nghĩ gì khi Hoài Linh là nghệ sĩ hải ngoại duy nhất tính đến thời điểm hiện tại đạt danh hiệu này? Tôi mừng và tự hào về Linh lắm. Tôi cho rằng Hoài Linh là nghệ sĩ xứng đáng, Linh có tài năng không thể phủ nhận. Không những thế em còn có tâm với nghề, có tâm với khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có chia sẻ với chị chuyện anh ấy xây nhà thờ tổ hay không? Chuyện xây nhà thờ tổ là một sự hy sinh rất lớn của Hoài Linh. Tuy rằng hai chị em chưa ngồi nói chuyện với nhau sâu sắc về chuyện này, nhưng Linh có nói sơ qua với tôi là hầu như mấy năm trời đi hát đều lấy tiền cắt xê trước, tất cả số tiền đó dồn vào việc xây nhà thờ tổ, sau đó đi diễn trả nợ dần, chứ không có ai tài trợ hay cho Linh tiền để xây cả. Trước khi làm nhà thờ tổ, Hoài Linh có làm nhà thờ cha mẹ ông bà ở miền Trung, đó là một người rất trọng lễ nghĩa, đạo hiếu, điều đó khiến tôi rất thương và trân quý Hoài Linh. Ngoài chuyện trân quý Hoài Linh về chuyện trọng hiếu, chỉ còn mến em mình ở điều gì nữa không? Hoài Linh vẫn còn trẻ, cậu ấy có thể cho mình quyền để vui chơi, thế nhưng Linh bỏ hết điều đó và dùng tâm sức mình vào những việc lớn. Không phải ai cũng nghĩ được và làm được, trong khi chính bản thân tôi cũng chưa từng làm điều đó, vì thế tôi rất phục Linh ở điểm này. Con trai lớn của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng về nước đoàn tụ cùng mẹ và bố dượng. Bé Bảo Nam, con trai đầu lòng của Jennifer Phạm được ông bà ngoại đưa về Việt Nam để mừng sinh nhật em gái và đi du lịch. Sau khi ly hôn với Quang Dũng, Jennifer Phạm đã quyết định để con trai cho bố mẹ đẻ chăm sóc. Khi kết hôn lần hai với doanh nhân Đức Hải, nhiều lần cô cùng chồng muốn đưa con về sống chung để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, mẹ Jennifer Phạm rất quý cháu nên cô không nỡ để hai bà cháu xa nhau. Bảo Nam sống rất vui vẻ bên Mỹ. Nhân dịp bé Na, con gái Jennifer Phạm tròn 5 tuổi, bé Bảo Nam đã được ông bà ngoại ở Mỹ đưa về Việt Nam chơi. Vợ chồng Jennifer Phạm đã đưa bố mẹ và các con đi du lịch ở Nha Trang. Cả gia đình đã cùng nhau đi tắm bùn, bơi lội và ngắm thành phố từ trên cao. Qua hình ảnh có thể thấy bé Bảo Nam ngày càng lớn phỏng phao. Con trai đầu lòng của Jennifer Phạm đã biết giúp mẹ chăm sóc các em nhỏ. Bé Bảo Nam trông có vẻ rất vui vẻ cùng gia đình ngắm cảnh đẹp từ trên cao. Doanh nhân Đức Hải cũng tỏ ra rất thân thiết với con riêng của vợ. Cả gia đình Jennifer Phạm vui vẻ khi cùng nhau đi tắm bùn.
Khi di chuyển đến các địa điểm vui chơi, bé Na ngủ gật trên xe nhưng vẫn ôm chặt anh trai của mình. Hoa hậu Jennifer Phạm khoe nhan sắc vô cùng xinh đẹp trên bãi biển Nha Trang. Trước chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang, vợ chồng Jennifer Phạm đã tổ chức sinh nhật cho bé Na trước đó.